khoảng thời gian rất là nhỏ, khoảng chừng 15 phút để chúng ta test thử xem, check thử xem là có email không, có điện thoại di động không, có nhắn tin hay không. Sau đó là chúng ta ốp và chỉ có sử dụng những công cụ đó khi mà chúng ta cần đến thôi, chứ không phải là cứ cầm ở trên tay cả ngày và chúng ta cứ lướt web, chúng ta cứ lướt Facebook, chúng ta cứ xem tivi, chúng ta cứ xem hài kịch, chúng ta cứ chơi game ở trên đó, thì nó sẽ lúc nào nó cũng bị nhiễu hết, và những cái chuyện đó nó không mang lại cho các bạn cái hiệu quả gì hết. Thì chúng ta phải học cách làm ngơ, và cách làm lơ tốt nhất đó chính là gì, đó chính là có email mới thì từ từ check, đến giờ mới check, có điện thoại reo thì từ từ nghe để xem là cái người đó có thực sự là đáng để nghe không, và cái cuộc gọi đó có liên quan đến mình không. Bây giờ có rất là nhiều số lạ, số spam, số rác đó các bạn gọi đến, những cái liên quan nó không thông tin gì, không có liên quan đến mình hết. Ví dụ như là chào bán bảo hiểm, chào bán thẻ ngân hàng, chào bán bất động sản, rồi là gọi đến để chào bán dịch vụ website rất là nhiều, ngày nào tôi cũng có rất nhiều. Cho nên là thông thường á, số lạ các bạn có thể không nghe máy, và các bạn nhắn tin lại chẳng hạn, lịch sự nhắn tin lại là xin lỗi là chút xíu tôi sẽ liên lạc lại, thì đến giờ đó các bạn liên lạc lại. Chứ bây giờ cuộc gọi nào các bạn cũng nghe, tin nhắn nào các bạn cũng trả lời, thì thời gian đâu mà các bạn tập trung vào trong công việc của mình, đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tiếp theo, đó là cấm cửa toàn bộ những thứ có thể mình làm mình sao nhãng. Thì đây là một kỷ luật, đây là kỷ luật của tâm trí, đây là kỷ luật của tâm trí, cấm cửa toàn bộ luôn. Là tại sao vậy? Bởi vì một thứ mà nó tràn vào đó, thì tất cả những thứ khác là nó sẽ ào 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 nó vào. Như vậy cấm cửa gì? Cấm cửa Facebook. Facebook là một cái nền tảng cực kỳ tốt để chúng ta giao tiếp xã hội, để chúng ta tìm kiếm khách hàng, để chúng ta bán hàng trên đó. Nhưng chúng ta không được chơi Facebook theo kiểu là rảnh rỗi quá, lúc nào cũng ở trên Facebook, ai hỏi gì cũng trả lời, rồi là ai ai post bài gì mình cũng biết, rồi đi lai dạo khắp nơi, thì cái chuyện đó là rất là tốn thời gian. Như vậy thì sao nhãng Facebook là một trong những sao nhãng mà mất nhiều thời gian nhất. Các bạn tưởng tượng á, bây giờ các cái mạng xã hội khác nhau như là mạng Zalo, mạng Instagram, mạng Facebook, mạng LinkedIn nó nổi lên ở khắp nơi, và đi đâu chúng ta cũng dính mạng xã hội hết. Rồi chúng ta cài hết từ app này đến app kia về mạng xã hội, thì như vậy là chúng ta sống là sống xã hội rồi, chứ chúng ta lại không sống sống vì cái mục tiêu của bản thân mình, mà lại coi như là chúng ta nhập vào trong cái xã hội đó, và chúng ta cứ làm những cái việc mà của trên mạng xã hội nó không mang lại hiệu quả gì cho chúng ta. Thì Facebook có thể là công cụ rất là tuyệt vời để chúng ta định hướng, chúng ta làm những cái chuyện đó, nhưng không phải là chúng ta cứ lên chúng ta chơi. Thế những cái người mà lên đó chỉ để chơi không đó, thì những người đó rất là mất tập trung và không hề có bất cứ cái mục tiêu nào để thực hiện hết. Thì các bạn lưu ý cái điều này, chặn mạng xã hội hết ha. Rồi nếu mà tôi cũng biết có những người rất là nổi tiếng luôn nha, và nếu mà người ta không có cần phải xài Facebook mà vẫn làm việc được, thì người ta sẽ không xài Facebook luôn, người ta không có tài khoản Facebook luôn. Ở Mỹ đó các bạn, là tài khoản Facebook rất là ít người sử dụng. Đó. Ở Việt Nam thì cực kỳ nhiều, ở Việt Nam tôi nghe nói là khoảng đến 50 mấy triệu cái account Facebook, nhưng mà ở Mỹ thì rất là ít. Ở Mỹ người ta xài những cái khác, ví dụ như xài Twitter chẳng hạn, đó, xài Twitter. Hay là ở Trung Quốc thì người ta cũng bị cấm cửa Facebook, người ta không có vào Facebook. Đó. Nhưng mà Facebook là công cụ rất là tuyệt vời. Ví dụ như là tôi đang livestream đến cho các anh chị, đó chính là cái của Facebook. Nhưng mà livestream là gì? Là có mục đích. Livestream là có cái giá trị chia sẻ. Livestream là có cái giờ chúng ta đặt sẵn cho nó. Đấy là một việc quan trọng để chúng ta học hỏi, để chúng ta tiếp thu kiến thức, để chúng ta thực hành cùng với nhau. Thì cái đó là không phải là cái sao nhãng, mà là có cái mục đích, chủ đích ở trong đây, cho nên chúng ta mới dành thời gian nó. Rồi bây giờ là như vậy, thì nếu mà theo nguyên tắc cà chua thì chúng ta cứ set up là chúng ta đặt giờ trên điện thoại cũng được, và off hết tất cả mọi thứ, chỉ đặt cái thời gian cài giờ thôi. Thì đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn ha. Thì ở trên điện thoại di động nha, ở trên điện thoại di động đây, ví dụ như là cái điện thoại này của tôi là cái điện thoại iPhone, thì các bạn thấy này, bây giờ chúng ta sẽ vào cái thời gian ha, trong